trên mọi miền tổ quốc nhá. Như vậy là két nước này, mấy chục cái két nước cho em dài ở trong Đồng Tháp đã xong. Và con máy Kubota V2203, con máy số 1, số 2 trong đơn hàng 4 con máy Kubota V2203 cho em dài đã xong. Và bây giờ đến sang con máy số 3 trong đơn hàng 4 con máy anh em ạ. Vẫn theo quy trình em sẽ giới thiệu qua vòng tua và mã lực của nó. Con này là lòng của nó là 7577, vòng tua của nó là 2007, mã lực của nó là 45-50 PS nhá. Máy thì tình trạng máy nó như nào em sẽ quay cho tất cả mọi người cùng xem. Máy còn nguyên zin hết này anh em ạ. Máy nó chạy nhiều hay chạy ít, anh em chỉ cần nhìn cái nước sơn của nó là biết. Vẫn còn tươi này. Đây, máy còn zin hết này do anh em thợ rửa này. Chóc sơn này, còn máy còn zin hết, bảo hành còn zin nhá anh em nhá. Đây. Máy còn zin này, hai cái dàn ốc dây dầu hồi cái thứ này. Vẫn còn nguyên zin hết. Nguyên zin hết anh em ạ. Đây, nguyên zin nhá anh em nhá. Đẹp rực rỡ luôn. Đây anh em xem này. Quá đẹp, quá mới. Đẩy nha. Mới không? Hai bên giày lốc này xanh lét. Quá đẹp. Con máy số 3 trong đơn hàng 4 con máy Kubota V2203, máy không turbo cho em dài ở trong Đồng Tháp. Lố đi em ơi. Quá khỏe luôn. Không có một tí khói nào luôn nhá. Xong để bốc ra để nhá, chờ tí. Đang quay video. Hả? Quen coi cái này. Đã xong nhá, con máy số 3.
cho cái thằng ôn con tuổi trẻ tài cao đây rồi. Chào chị, chào chị. Đã xong con máy số 3 nhá anh em nhá. Lổ không có một tí khói, không có một tí đổ hơi là luôn anh em ạ. Con nào con đấy em đều lổ kỹ quả và quay cho em dài hết rồi. Bây giờ chỉ quay lại để đăng lên trên kênh bán hàng thôi anh em ạ. Máy lổ không khói, không đổ hơi nhá, máy zin hết. Anh em nào chê nữa thì em chịu thôi. Em sẽ đăng lên kênh TikTok, YouTube. Nếu mà anh em có xem được video ấy thì mong anh em hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng lổ của con máy này. Anh em mà đang có nhu cầu mua máy này về để mua buôn mua lẻ, về để bán này, hoặc là về để sử dụng đóng ghe xuồng, tưới tiêu, máy cày, máy gặt hay bất kỳ công việc gì, hay bất kỳ các loại các động cơ xe tải, từ tải trọng nhỏ đến nào đến từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn, hoặc là anh em mua về để thay vào các loại xe tải, máy của anh em xe tải hỏng ấy thì anh em thay vào các loại xe tải, thì anh em cứ liên hệ cho em nhá. Em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào đó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của anh em. Hoặc anh em mua máy về để mua đổi từ cầu nhỏ lên cầu to, số nhỏ lên số to, tất cả các mặt hàng đều là hàng nghĩa địa đẹp hết, giá cả hợp lý nhất cho tất cả các anh em có nhu cầu luôn nhá. Như vậy là con máy số 3 đã xong. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi nhá. Hẹn gặp lại anh em ở con máy số 4, con máy cuối cùng trong đơn hàng 4 con máy.